Đánh cho anh một bài nghe được không? Chị trộn bài đó. Em tên gì đấy? Tên Tiên. Tiên à? Em ở đâu? Em ở Yên Phong à? Em Tiên, nhà Yên Phong nhỉ? Nghệ nhân hát then, đàn tính. Em đàn cho anh một bài được không? Chẳng mơ dù